Mọi người, đây, quang cảnh thật là hùng vĩ, đúng không? Đây, mọi người có thể nhìn thấy đây. Đây là bông của rau má này mọi người ha. Rau má thì mình có nhiều loại lắm ha. Hiện tại tôi biết thì 3-4 loại lận nha. Đây, hôm nay tình cờ bắt gặp được cái đám rau má này, cho nên là muốn quay những cái đoạn video để chia sẻ mọi người về cái tác dụng của cây rau má luôn ha. Thì mọi người có thể thấy đây, rất là nhiều ha. Đây, 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 mọi người có thể thấy rất là nhiều. Ok, vậy thì mời mọi người vào video rồi chúng ta sẽ xem tác dụng của cái cây rau má này đối với cơ thể chúng ta ha. Nó sẽ làm được một số bài thuốc rất là hữu ích cho mọi người đó. Rồi mời mọi người vào video xem ha. Ok, mình có thể ở đây chiêm ngưỡng, rất là đẹp này, hiếm lắm nha mọi người. Đây, nhìn bông của nó này. Ok đó. Hiếm lắm mới được thấy bông của rau má đó mọi người. Rồi thôi, bây giờ thì xin mời mọi người xem cái cách mà tôi làm ra bài thuốc từ cây rau má này nha. Ok. Thì mình vào vấn đề chính ấy, thì mọi người cùng tham khảo. Video chia sẻ về cái cây rau má này cho mọi người á, thì xe cộ qua lại nó gần đường quá ha mọi người ha, nó gần đường quá, cho nên là tôi tiến hành tôi lấy một ít, tôi tìm một cái nơi yên tĩnh để mà chia sẻ cho mọi người. Cái nơi này nói chung thì cũng lý tưởng lắm ha, mọi người thấy đây, hoa rất là nhiều. Ok à. Thì bây giờ thì mình đi vô vấn đề chính đây. Thưa mọi người, thì cái cây rau má này á, thì nó không có xa lạ gì với chúng ta hết trơn á. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là nếu như chúng ta sử dụng cái cây rau má này theo những cái phương cách khác nhau á, thì chúng ta sẽ có được những cái tác dụng khác nhau. Ví dụ như có thể là chúng ta dùng cái cây rau má này, chúng ta nấu canh ha, nấu canh với thịt bằm hay là với xương gì đó, thì chúng ta sẽ được những cái món canh rất là ngon. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể là còn bào chế ra những cái món ăn, ví dụ như chúng ta dùng rau má này rửa sạch đi, bỏ vào nấu mì tôm cũng được, cũng rất là ngon ha. Nó làm cho chúng ta đỡ ngán mì tôm hơn, ăn rất là ngon miệng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, thì tôi muốn chia sẻ cho mọi người về cách mà chúng ta làm bài thuốc, làm bài thuốc từ những cái cây rau má này ha. Thì tôi cũng nói rồi ha, ở ngay chỗ đầu video á, thì mọi người cũng thấy đây, cái này là bông của rau má nha mọi người ha, rất là hiếm ha. Chúng ta rất là hiếm gặp được cái bông của rau má như thế này ha. Thì nói chung tôi cũng may mắn, mọi người cũng may mắn, cho nên là vô tình tôi đi qua ngang đường thôi, tôi nhìn thấy, tôi mặc dù công việc thì cũng không có thời gian rảnh, nhưng mà thôi thì những cái khoảnh khắc đẹp như thế này nè, không phải lúc nào cũng có, cho nên thôi tôi tạm gác công việc lại và tiến hành ghi lại những cái đoạn video này, có thể là mọi người cùng tham khảo rồi chúng ta là chia sẻ với nhau những cái bài, cái cách mà chúng ta làm từ cái cây rau má này ra những cái bài thuốc có thể là tác dụng tốt đối với sức khỏe chúng ta. Ok, vậy thì cái bài thuốc thứ nhất tôi muốn chia sẻ với mọi người từ cây rau má này á, là chúng ta sẽ trị đau thần kinh tọa ha. Chúng ta dùng rau má này trị đau thần kinh tọa. Vậy thì cái liều lượng như thế này, thì khi mà chúng ta muốn dùng rau má này để mà bào chế ra một bài thuốc để trị đau thần kinh tọa đó,
thì mọi người sẽ là dùng 500g rau má ha. Mọi người dùng cho tôi cái lượng rau má này nè, 500g rau má nhưng mà tươi nha mọi người ha, đường tươi. Mọi người giã nát đi hoặc là xay, mọi người giã nát hoặc là xay, rồi sau đó dắt lấy nước cốt. Cái liều dùng của mọi người á, thì cái lượng nước cốt đó mọi người dùng một cái bát nhỏ ha, một bát nhỏ là một lần. Nhưng mà mọi người cố gắng á, là dùng một ngày 2 lần cho tôi nhé ha, dùng một ngày 2 lần thì cái bệnh đau thần kinh tọa của mọi người á, nó sẽ là có tác dụng rất là tốt. Đau thần kinh tọa thì nói chung thì rất là khó khăn, người nào đau thần kinh tọa thì rất là khó khăn. Nó đau âm ỉ, nó đau giống như là đau trong xương, trong gân gì đó. Cho nên là cái triệu chứng của đau thần kinh tọa thì nó gây không ít phiền toái trong cuộc sống hoặc là trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đâu ha. Cho nên là nhận biết được điều đó ha, cảm nhận được cái sự khó khăn đó, cho nên là tôi quyết tâm là tôi sẽ làm những bài thuốc về trị đau thần kinh tọa cho mọi người ha. Rồi ok. Rồi nếu như mà mọi người cái liều dùng của mọi người thì cứ mỗi một ngày mọi người dùng cho tôi là hai cái bát nhỏ là cái nước cốt mọi mình dắt ra được các mọi người ha. Mọi người mỗi ngày dùng cho tôi là 2 bát nước cốt đó thì cái triệu chứng đau của mọi người á, nó sẽ giảm rất là nhanh ha, giảm rất là nhanh. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta dùng cái nước cốt của rau má này nè, nó còn cho chúng ta một cái tác dụng khác nữa, đó là thanh lọc cơ thể, nó làm mát cơ thể của chúng ta ha. Ok rồi á, nó sẽ giúp cho chúng ta là ăn ngon nè, ngủ khỏe nè, từ đó cơ thể của chúng ta thì nó sẽ khỏe mạnh ha, sẽ khỏe mạnh. Cái tác dụng của rau má thì chắc là ít nhiều gì mọi người cũng biết rồi. Cái tính của nó là tính mát ha, nó thanh lọc cơ thể rất là tốt. Ok. Còn một bài thuốc này tôi muốn là giống như là tri ân một số người gọi là người bạn ha, một là người bạn, một số người bạn đi. Một số người bạn này đã nói chung là cũng yêu cầu qua cái địa chỉ Gmail của tôi hoặc là trên kênh cái kênh Phan Lâm Vlog này nè, họ cũng yêu cầu tôi là làm cho họ một cái bài thuốc về cái bệnh là giãn tĩnh mạch ha, giãn tĩnh mạch. Thì nhân dịp hôm nay tôi muốn là gửi lời đến những cái người mà đã yêu cầu tôi á, thì mời mọi người vào xem ha. Hôm nay tôi làm một cái bài thuốc từ cây rau má này mà có thể là giúp mọi người trị được cái bệnh giãn tĩnh mạch. Ok. Thì bằng cái cách làm như sau, chúng ta sẽ giã nát hoặc xay rau má ha. Chúng ta sẽ giã nát đi hoặc xay ha, hoặc xay cái lượng rau má này nè, chúng ta lấy nước cốt rồi. Còn đậu xanh á, đậu xanh thì chúng ta cũng xay đi rồi chúng ta nấu. Cái đậu xanh chắc mọi người biết gì, đậu xanh thì một trong những cái loại ngũ cốc ở trong cái thực đơn hàng ngày của chúng ta đó. Thì chúng ta lấy đi, chúng ta xay, xay ra rồi chúng ta đem nấu ha. Xay xong chúng ta đem nấu rồi chúng ta vắt cái nước cốt, cũng vắt cái nước cốt luôn ha. Mọi người lấy á, là sau khi lấy nước cốt được của rau má và đậu xanh rồi á, thì mọi người lấy cho tôi là 120ml nước cốt của rau má. Rồi kế tiếp đó thì cái lượng mà đậu nước cốt đậu xanh mình lấy được á, thì mình sẽ lấy là 110ml. Thì cái nước cốt đậu xanh khi chúng ta mà xay ra chúng ta đem nấu á, thì chúng ta cũng lấy cái phần nước cốt của nó thôi, cái phần bã của nó thì mọi người bỏ đi ha, mình lấy cái phần nước cốt thôi. Ở nước cốt của đậu xanh á, thì chúng ta sẽ lấy là 110ml, còn ở rau má thì chúng ta lấy 120ml ha. Thì chúng ta cho vào cái hỗn hợp này ha. Cái hỗn hợp này là khi cái hỗn hợp là gồm có là nước cốt đậu xanh và nước cốt rau má đó, thì mọi người cho vào đó một muỗng đường rồi trộn đều lên ha. Rồi sau đó mọi người cho vào máy sinh tố xay cho nó đều ra. Khi nào mà nó tạo bọt lên, mọi người thấy nó có cái bọt nó lên trong cái gói xay sinh tố á, thì mọi người sẽ rót ra ly và thêm ít đá dùng. Thì cái biện pháp này á, mọi người dùng cho tôi là một ngày là khoảng từ 2 đến 3 lần. Cái bệnh mà gọi là giãn tĩnh mạch chân của mọi người nó sẽ là có hiệu quả rõ rệt trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Ok, mọi người sẽ cảm nhận được cái triệu chứng nó giảm cái bệnh rất là rõ rệt. Đó. Còn nếu như mà
đậu xanh mà trong cái quá trình mà chế biến á, mọi người mà thấy kiểu như là nó còn sống mà chúng ta xay nó khó đó, thì chúng ta nấu trước cũng được. Chúng ta nấu cho nó mềm đi rồi chúng ta xay. Chúng ta xay sau đó chúng ta tiến hành là lọc bỏ cái bã của nó đi, chúng ta chỉ lấy phần nước cốt thôi ha. Thì cái phương pháp này nó có hai cách để làm. Một là chúng ta để sống, xay và nấu. Còn hai là chúng ta nấu trước rồi xay cũng được. Có nó rõ nhất á mà để giảm cái rõ rệt của cái bệnh giãn tĩnh mạch á, thì mọi người sẽ cảm nhận được từ 7 đến 10 ngày. Nhưng cái liệu trình của nó đó là 30 ngày. Mọi người cứ cố gắng dùng cho tôi 30 ngày để cho cái bệnh của mọi người thật sự là nó khỏi nha. Rồi, mọi người nên nhớ cái rau má này nó có một cái tính mát ha, nó có một cái tính mát. Cho nên đôi khi á thì mình lạm dụng nó quá thì cũng không tốt. Cho nên á là mỗi người chúng ta đó, thì khi mà chúng ta dùng được 30 ngày á thì chúng ta phải ngưng đi là 15 ngày, có nghĩa là chúng ta dùng 1 tháng, chúng ta ngưng đi nửa tháng rồi chúng ta lại tiếp tục dùng tiếp. Ở đây có một vấn đề là tôi muốn lưu ý với mọi người là phụ nữ mang thai nè, phụ nữ đang cho con bú nè, chúng ta không nên dùng cái rau má này ha. Đôi khi là nó mát thiệt, nó tốt cho cơ thể thiệt, nhưng mà đối với những cơ thể của những người mà phụ nữ đang mang thai rồi đang cho con bú á, nó không tốt. Bởi vì những người này thực chất đó, cái cơ thể rất là nhạy cảm đối với những cái chất từ ngoài. Mọi người chú ý giùm nha, tôi đã nêu rồi đó, thì những cái người như là phụ nữ mang thai hoặc là đang cho con bú á, thì không nên tự tiện dùng cái loại rau má này. Và bên cạnh đó là những người bị bệnh tiểu đường hay là bệnh gan á, thì đang dùng thuốc điều trị á, thì cũng không nên dùng cái rau má này. Tại vì cái rau má này á, thì nó sẽ có tác dụng đối với cái thuốc đang điều trị những cái bệnh tiểu đường hoặc là cái bệnh gan ha. Cho nên á, có những cái lưu ý thì mong mọi người chú ý giùm ha. Còn hiện tại thì ở giai đoạn này thì tôi sẽ chỉ chia sẻ với mọi người là về cái tác dụng của rau má đối với cái bệnh là đau thần kinh tọa và giãn tĩnh mạch thôi. Nếu như mà sau này có điều kiện nữa đó thì tôi sẽ tiến hành là chia sẻ tiếp tục cho mọi người về cái tác dụng của cây rau má này đối với một số cái bệnh trên cơ thể của chúng ta. Rồi, nếu như mà trong cái quá trình mà làm ra video có cái điều gì mà nói chung là còn sơ sót á, thì mong mọi người thông cảm bỏ qua giùm. Tại vì mình không phải là một cái nhà quay phim chuyên nghiệp, cho nên đôi khi nó cũng có nhiều cái sai sót, mặc dù đã cố gắng sửa chữa rồi ha, mong mọi người thông cảm cho. Rồi thì bây giờ thì xin chúc sức khỏe mọi người, chúc mọi người dùng bài thuốc có hiệu quả. Rồi tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở những cái video tiếp theo. Ok.